Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Survey City. Và ngày hôm nay thì mình mới xem được một cái dạng tin tức của Microsoft cho rằng sắp ra mắt sự kiện mới và cho mắt ra một số sản phẩm mới. Và cụ thể thì vào ngày 21 tháng 3, trong khoảng 2 đến 3 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ ra mắt bởi hai sản phẩm. Và nếu như các bạn đã từng xem cái tin tức vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 thì các bạn cũng có thể biết rằng là chúng ta đang mong đợi sự xuất hiện của Microsoft Surface Pro 11. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một cú lừa thôi. Và với sự kiện lần này thì đến 90% cho rằng cái sản phẩm mới chúng ta sẽ có được đó chính là laptop 6 cũng như là Surface Pro 10. Và chúng ta hãy cùng xem rằng là với hai sản phẩm này thì chúng ta sẽ được trang bị tính năng mới gì nhá. Intro thôi. Và theo nhiều nguồn tin thì với sự kiện kỷ nguyên công việc mới này thì chúng ta sẽ được ra mắt vào 21 tháng 3 giờ Mỹ và cụ thể hơn là khoảng 22 tháng 3 giờ Việt Nam. Và sẽ ra mắt hai sản phẩm mới như mình đã nói, cụ thể là Surface Pro 10 cũng như là laptop 6. Thì sự khác biệt sẽ đến từ con chip cũng như là về một số những cổng kết nối mới. Và có lẽ nhiều anh em cũng đang mong đợi một cái thiết kế mới đến từ chiếc Surface Pro 10 và so sánh với những hệ tiền nhiệm. Đa số những dòng sản phẩm mới ra mắt thì chúng ta không được thay đổi quá nhiều thiết kế. Thay vì đó thì Microsoft tập trung vào nâng cấp hiệu năng cũng như là về những cái tính năng có được trên chiếc máy của chúng ta. Và lý do tại sao thì thứ nhất mình nghĩ rằng là Microsoft họ sẽ không chi quá nhiều chi phí cho việc nâng cấp cái thiết kế của sản phẩm tiền nhiệm để cho giữ được cái tính ổn định và tương thích với những cái tính năng và những cái app mà chúng ta đã sẵn có trên sản phẩm. Ngoài ra thì cái thiết kế của Microsoft cũng là một trong những thiết kế mà mình nghĩ rằng đã đi trước thời đại rồi. Chúng ta có được màn hình cảm ứng, chúng ta có được thiết kế làm bằng nhôm và chúng ta sẽ có được rất nhiều tính năng khác mà mang đến trải nghiệm làm việc cho người dùng rất là thích. Vậy nên thì Microsoft không quá chú trọng về việc nâng cấp cái thiết kế trên những sản phẩm mới. Thay vào đó thì với một nguồn tin mình cho biết rằng trên chiếc Surface Pro 10 sẽ được trang bị con chip là Intel Core Ultra 5 hoặc là 7 với chip ARM để nâng cao hiệu năng khi chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì thay vì màn hình LCD Pixel Sand Flow ở trên phiên bản Pro 9 thì chúng ta sẽ có được trang bị màn hình OLED. Đầu tiên chúng ta hãy cùng phân tích xem rằng sự thay đổi mới khi chúng ta sẽ có được con chip Intel và ARM sẽ có sự khác nhau thế nào. Thì với hai phiên bản là chip Intel và chip ARM, chúng ta sẽ có một phiên bản dành cho các bạn nào mà sử dụng với mục đích nặng hơn, đòi hỏi về đồ họa cao hơn hoặc là các bạn chơi game giải trí thì chip Intel sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Còn đối với chip ARM, chúng ta sẽ không có được một cái hiệu năng cũng như là một cái cách chúng ta sử dụng đồ họa nó chuyên sâu như vậy. Tuy nhiên thì với khả năng tiết kiệm điện năng hơn và mức giá rẻ hơn, đây sẽ là một cái ưu điểm dành cho những bạn học sinh sinh viên mà muốn một con chip cùng một chiếc máy với mức giá dễ chịu hơn và có thể dễ tiếp cận hơn. Với việc ra mắt hai option cho con chip như vậy thì có lẽ đây sẽ là một sản phẩm hướng đến nhiều tệp khách hàng khác nhau và giúp cho việc bán sản phẩm này trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì liệu rằng sản phẩm mới này có thực sự là vượt qua được cái bóng rất lớn của Surface Pro 9 hay không thì chúng ta cũng chưa thực sự biết được. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi xem sự kiện ra mắt để có thể thấy được tất cả những tính năng mới mẻ của sản phẩm Surface Pro 10 này. Tiếp đến một sự thay đổi mới nữa đó chính là được trang bị màn hình OLED. Thì với màn hình OLED chúng ta sẽ có được những điểm cộng, ví dụ như là chúng ta sẽ có thể thấy được những cái điểm đen rõ hơn, cũng như là chúng ta sẽ thấy được là màn hình chúng ta khi xem phim hoặc là các bạn lướt web sẽ có một chiều sâu hơn, cũng như là chúng ta sẽ tốn ít điện năng hơn. Thì với những điểm cộng như này thì mình nghĩ rằng đây sẽ một sự thay đổi khá là rõ rệt khi mà chúng ta so sánh với những phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra là liệu màn hình OLED mới chúng ta còn được trang bị tần số quét là 120Hz hay không, hay chúng ta sẽ bị điều chỉnh. Thì cá nhân mình thấy rằng khi mình sử dụng chiếc Surface Pro 9 với tần số quét là 120Hz sẽ giúp cho mình có một trải nghiệm chúng ta sử dụng để giải trí rất là sướng. Vậy nên nếu như màn hình mới của chiếc Surface Pro 10 chúng ta không còn giữ được cái mức 120Hz hoặc là xuống còn 75 hoặc 60Hz để chúng ta cân chỉnh lại về màu và về một số tính năng khác thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái sự mà các bạn nên cân nhắc. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải đợi xem là cụ thể hơn về cái ngày sắp tới ra mắt thì chúng ta có thay đổi về những cái tính năng về màn hình hay không. Ngoài ra thì về mặt phần mềm, người dùng cũng có thể đợi thông tin về những cái trải nghiệm mới được hỗ trợ bằng AI trong Windows 11. Sẽ có thêm một tính năng mới là AI Explorer giúp khả năng xử lý mượt mà hơn, theo dõi công việc của mình nhanh chóng hơn cũng như là nhận được thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên nhất để chúng ta có thể hiểu được. Và các tính năng AI mới này dự kiến là sẽ ra mắt vào nửa cuối 2024. Đặc biệt thì nếu các bạn nào đang sử dụng những con chip cũ của Intel Qualcomm thì các bạn nên sắm cho mình một cái sản phẩm mới để chúng ta có thể sử dụng được những tính năng AI mới này. Đó thì tất cả những cái gì mà chúng ta được leak với những cái thông tin mà những cái sự kiện mới ra mắt sẽ có gì thì đấy, nếu các bạn có chờ đợi thì các bạn hãy hóng những video tiếp theo của mình để mình review chi tiết về những cái gì đã xảy ra trong sự kiện đấy nhá. Thì các bạn đừng quên like, share và subscribe cho Surface City để chúng ta không bỏ lỡ những chung mục về công nghệ mới nhất nhá.